trường bạn. Làm được rồi con, làm đi. Mấy thằng lại thổ đội ngũ. Đủ rồi. Trung bộ, đứng sướng sướng. Cái này là đội do Nam Thạch Mưa cùng Hắc Tử Thạch xây dựng mà thành cho lớn lâu đài. Để tổ về Vương quốc và tước Anhes tốt và đại và tước vương là Vương quốc Tây Hắc Tổng đốc quyền cao chức trọng và có đài này tự nhiên là Vương quốc lãnh thổ mới nồng cốt điểm quan trọng và đài kiên cố nhằm thể là cung độ cứng cực cao hơn dựa thật và tường thể toàn thể nhìn như một đồng màu đen cự thú cũng bị mọi người gọi là ác bảo. Bên trong lâu đài một cái ấm áp như xuân phong trong phòng hai vị quần áo các cô chàng trai đang thấp giọng trò chuyện. Victor hồi trước đại nhân nghe một sao gặp nữa đặc biệt lo lắng, đặc biệt phải ta tới các bạn ạ trợ người xử lý tương quan trong việc một người đàn ông trung niên ánh mắt sáng thoát bởi nhìn trên ghế một chút tần phật thứ cái chàng trai trẻ phân thầm tự lại một cái và bây giờ thì thiên nhiên đáng thức trong thân thể có một cái linh hồn tiểu cường trên tiểu cường linh hồn dung hợp trong quá trình sửa sang lại thiếu nguyên nam thức để hoàn tính trình đạt phân thành trí nhớ. Nơi này đã là một cái do đất lửa gió nước bốn đại nguyên tố hình thành thế giới hẳn thiên vật cũng ban đầu thế giới không giống nhau lắm. Bốn đại nguyên tố tuần hoàn lưu biến tạo ra tạo thành biến hóa đất nguyên tố đất là lúc tạo thành mùa xuân nguyên tố lửa tạo thành mùa hè nguyên tố gió tạo thành mùa thu nguyên tố nước tạo thành mùa đông. Các thứ nguyên tố mạnh yếu tiến hóa mỗi một mùa chia thành 4 tháng mỗi tháng và 6 ngày. 4 tháng bốn đại nguyên tố ở trên cái thế giới này lẫn nhau hòa vào nhau và xích nhau tạo thành các loại vật chất cùng sinh mạng mà loài người cũng không phải là trên cái thế giới này duy nhất có giá trị có lại giá trị của tôn trừ loại người. Ví dụ như tinh linh địa tinh thú thú man tộc đợi một chút chút trí khôn sinh mạng chủng loại lại chi nhiều người chắc nữa là trong trí nhớ Victor vốn là một nông thôn quý tộc con thứ hai con trai thứ 12 tuổi cha hắn đem đưa cho gia tộc Vương Đơn trong một vị đã hợp tác Sophia và nuôi dưỡng giáo dục hắn lần 15 tuổi hắn là được nuôi dưỡng bên kia sinh đẹp hóa phụ với chồng. Sophia vốn là một vốn là vương quốc tài vụ đại thần quy định lão hầu tước vợ thứ ba gả cho lão hầu tước lúc nào chỉ mới 20 tuổi ước chừng 30 năm sau lão hầu tước liền bệnh quay đời vợ lão hầu tước không có trực hệ con cháu gia tộc quy định thành viên khác liền bắt đầu mưu cầu lão tước đi sản
không biết được, tài sản biệt thự, cảnh người là các gia tộc uy tín thành viên như thế nào, có thể can tâm để thành viên tập học viên lá viện khiếu nại mấy phen đánh cờ. Sau đó người lão được thừa nhận di chúc dấu hiệu nên nghiêm trọng sẽ kia nữ hoàng tôn theo quý tộc lệnh trong 3 năm ở gia tộc đưa đình trong huyết mạch chồng chồng Sophia nguyên bộ vương là vương đô gia danh người đẹp gia tộc Nuclidon con em gái quý tộc bắt đầu điên cuồng theo đuổi nàng muốn tranh thủ mỹ nhân vô thể cuối cùng cũng có thể cả người và tiền. Victor Wheeler, trẻ tuổi tướng Mỹ, còn thức tỉnh người tinh linh huyết mạch Sophia sủng ái, thành hôn 3 năm sau nữ hoàng tử liền xích nhiều tiền vì hắn mua lang tước để cùng khai chuyển con núi lãnh địa. Trương Tiểu Cường ở dung hợp trở nam tước linh hồn trong quá trình lấy người thứ ba thì xác định chỉ nhớ hắn đối với Tiểu Nam tước đối với Sophia giữa hầu thật sâu không muốn rời xa vô cùng kinh thường. Bất quá hắn cũng quyết tâm lấy cái thân phận mới trong cái thế giới hiện nay ta tốt xuống giường. Từ nay về sau ta chính là nam tước Victor Trần Đức Cường ăn thẩm mỹ nhờ giáo viên ngài có thể tới thật tốt quá. Lần này trong sự kiện ta mang tới hộ vệ bị đổ giết sạch 70.000 kim sâu bị cướp không còn một bóng nhưng mới tăng nhất là đã hai tháng thật vất vả và thu thập lãnh địa không thể tối tán nếu không phải trộm cướp còn muốn dù ta đổi lấy tiền chuộc chỉ sợ ta cũng không thể nào may mắn chạy khỏi. Tiểu Lan Tước đỏ mặt tướng Abel kích động nói. Mặt tước Abel trầm ngâm trong lát mở miệng nói to ở trấn Hồng Điệp nhận được hầu tước đại nhân truyền tin đến chạy tới đối với người gặp gỡ cũng không nhiều tay vọng nối tại đây các khẽ miêu tả là một chút chuyện qua Victor dựa theo trong đầu sự sang lại trí nhớ bắt đầu cảm ơn người ta. Mặc dù chiến tranh kết thúc vì uy hiếp nhưng từ các công an tận nước láng giềng Vương quốc đã tăng câu chuyện quân sự đưa vào thế này thì tăng thêm Vương quốc đánh cảnh sát ở nơi tại dưới sự thôi thúc vương tác đã bắt đầu với Vương quốc quý tộc nhà giàu có bán ra đội ngũ đang vô cùng đối địch. Victor, chuyện này cũng không phải là người phải đa tập làm đơn giản như vậy à? Abel nhẹ nhàng vuốt ve ngón giữa, phải lên đặt thử từ chứng nhận quen thuộc. Hắn đều biết đây là một tất đều đang suy tư một cái cách gợi tác nhỏ hậu quả. Này là nói ta mất đi toàn bộ ủng hộ sao cái to tất thỏa cuối đầu Adel không chú ý tới xong mắt là vẫn đã tất quan đúng người mất đi dân lãnh địa hậu vệ ngay tại lãnh địa mình như có một chút tôi không để ý tới đó là người bây giờ đang tháp ở trong hay là những cái phòng trong con người sự tâm trí khôn sáng bóng của chúa quy luật mới to chợt đứng lên nhìn Abel
tại sao lại như vậy, cái to làm ra bộ sợ hãi, đang là có gì đó suy nghĩ một chút là trước quá. Đây là phần thân phận, còn hắn bây giờ là chuyện hắn mục đích cũng rất rõ ràng. Thay đổi chậm rãi nói đến màn tập kích và lãnh đạo họ tăng toàn chỉ sợ là từng hoạt động công tác dưới hồ là tập đoàn. Đây là người liền xuống bàn tay với tội ác, với to ánh mắt chớp động chậm rãi ngồi xuống.